Các bạn thân mến, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức từ thiên tai, đặc biệt là những trận bão và lũ lụt tàn phá khu vực miền Bắc và miền Trung, đất nước vẫn không ngừng vươn lên, khẳng định vị thế của mình trong các diễn đàn quốc tế. Nhịp điệu ngoại giao của Việt Nam vẫn luôn sôi động, đa dạng và mang đầy tính chiến lược, từ việc củng cố mối quan hệ với các quốc gia láng giềng đến mở rộng tầm ảnh hưởng trên các diễn đàn quốc tế lớn. Một điều đáng khâm phục là cách mà các nhà lãnh đạo Việt Nam vừa chu toàn công việc đối nội, vừa giữ vững chính sách đối ngoại, không chỉ nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển quốc gia mà còn mang lại sự tôn trọng, ngưỡng mộ từ phía cộng đồng quốc tế. Việc nhà việc nước chu toàn, việc nhân nghĩa cố đời yên dân, các lãnh đạo của Việt Nam đang thể hiện khả năng điều hành đất nước. Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn mới trong ngành ngoại giao của mình. Trong vòng một tuần, có thể nói ngành ngoại giao Việt Nam đã trở nên cực kỳ bận rộn và sôi nổi. Đơn cử như Tổng Bí thư Tô Lâm vừa tiếp đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào từ ngày 10 đến ngày 13. Chuyến thăm này diễn ra ngay trước thềm đại hội đảng của cả hai nước, khẳng định mối quan hệ khăng khít và đầy tình cảm giữa hai quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào đã nhấn mạnh rằng tình đoàn kết giữa Việt Nam và Lào không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị mà còn là sự đồng lòng, gắn bó vượt qua mọi khó khăn. Chỉ vài ngày sau đó, từ ngày 13 đến 14 tháng 9, Tổng Bí thư Tô Lâm lại tiếp đón Tổng thống đắc cử Indonesia, một quốc gia láng giềng có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực ASEAN. Việc duy trì và phát triển mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á là một trong những yếu tố then chốt trong chiến lược ngoại giao của Việt Nam, giúp củng cố vai trò của nước ta trong các tổ chức và diễn đàn khu vực. Tuy vậy, ông vẫn dành thời gian để thăm hỏi người dân Tuyên Quang ngày 12. Từ ngày 21 đến 27 tháng 9 năm 2024, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ, sau đó thăm cấp nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba cùng phu nhân. Đây là một chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ bởi mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia, mà còn bởi Cuba đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và chính trị. Chuyến thăm của ông Tô Lâm không chỉ khẳng định tình hữu nghị bền chặt, mà còn thể hiện sự ủng hộ và chia sẻ của Việt Nam đối với Cuba trong thời điểm khó khăn này. Tại Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc đối với hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Đây cũng là dịp Việt Nam một lần nữa khẳng định đường lối ngoại giao độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển khu vực trên thế giới. Chuyến công tác và làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ vào năm 2025. Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho thấy khả năng lãnh đạo của mình đi cùng với tinh thần trách nhiệm cao khi vừa điều hành nền kinh tế, vừa trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại các tâm bão. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham gia trực tiếp vào các công tác chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn tại những vùng bị ảnh hưởng nặng nề. Hình ảnh của một vị thủ tướng với mồ hôi ướt đẫm, không ngại khó khăn, đi sâu vào từng ngõ ngách để thăm hỏi và động viên người dân vùng lũ đã trở thành một hình ảnh quen thuộc và là minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm cao cả của người lãnh đạo. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là một bước tiến lớn trong quan hệ giữa hai nước. Không chỉ dừng lại ở những ký ức từ thời Liên Xô, quan hệ Việt-Nga hiện nay đã được mở rộng ra nhiều lĩnh vực từ kinh tế, quân sự đến văn hóa và giáo dục. Sự gắn bó giữa hai nước không chỉ dựa vào quá khứ mà còn là một mạng lưới phức tạp và bền vững, thể hiện sự hợp tác toàn diện trên nhiều phương diện. Điều này được minh chứng rõ ràng khi Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất mà Tổng thống Putin đã đến thăm tới 6 lần. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chính là một thông điệp mạnh mẽ về mối quan hệ bền vững giữa Việt Nam và Nga, bất chấp những thách thức và áp lực cô lập mà Nga đang phải đối mặt. Sau khi hoàn thành chuyến công du Nga, Chủ tịch Quốc hội đã nhanh chóng thăm vùng lũ Thái Nguyên ngay sau khi trở về và chia sẻ nỗi đau với đồng bào bị ảnh hưởng. Không hề kém cạnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã đến thăm Hoa Kỳ và được tiếp đón long trọng tại Lầu Năm Góc. Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, hai bên đã nhấn mạnh sự hợp tác quốc phòng và các nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, một vấn đề được cả hai quốc gia đặc biệt quan tâm. Mỹ đã cam kết chi 65 triệu đô la
trong 5 năm tới để hoàn thành các nỗ lực xử lý chất độc dioxin tại căn cứ không quân Biên Hòa. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc hỗ trợ Việt Nam. Ngoài ra, chuyến thăm này cũng đánh dấu sự nâng tầm quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước khi cả hai bên đã ký kết bản cập nhật tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng. Sau đó là khoản viện trợ 1 triệu đô la từ Mỹ cho nạn nhân bão lũ. Mỹ cũng là một trong những quốc gia đầu tiên giúp đỡ Việt Nam trong đợt thiên tai này. Có thể thấy được sự phối hợp nhịp nhàng và tận tâm giữa các nhà lãnh đạo. Việc xử lý đồng thời các vấn đề đối nội và đối ngoại thời gian qua đã cho thấy một cơ chế vận hành hiệu quả và đầy trách nhiệm. Việc nước, việc nhà chu toàn, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, thể hiện sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh vững vàng và tinh thần phụng sự không mệt mỏi trước mọi thử thách. Trong thời gian ngắn, Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao. Mặc dù đối mặt với những thách thức lớn từ thiên tai và sự biến động của bối cảnh chính trị quốc tế, ngoại giao Việt Nam vẫn tiếp tục tỏa sáng. Các mối quan hệ song phương với các quốc gia lớn như Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc đều được củng cố và phát triển bền vững. Đặc biệt, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã bước sang một giai đoạn mới khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023 và chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Trong khi đó, quan hệ với Trung Quốc cũng không ngừng phát triển. Trong những năm qua, Việt Nam đã duy trì một chính sách cân bằng và linh hoạt trong quan hệ với Trung Quốc, tập trung vào hợp tác kinh tế, đồng thời giải quyết các vấn đề tranh chấp một cách hòa bình và xây dựng. Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng quan hệ với các quốc gia lớn, Việt Nam còn tiếp tục thể hiện vai trò tích cực trong các diễn đàn quốc tế và khu vực. Từ việc tham gia vào các tổ chức ASEAN, APEC đến Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình như một đối tác tin cậy, sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Có thể nói, ngoại giao Việt Nam chưa bao giờ khiến thế giới ngưỡng mộ và những thành tựu vừa qua chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Việt Nam đã trở thành một hình mẫu của sự khôn khéo, kiên cường và quyết đoán, mang lại nhiều thành tựu lớn cho quốc gia trên cả mặt trận đối ngoại và đối nội. Chính vì vậy, các hoạt động ngoại giao của Việt Nam luôn thu hút được sự chú ý của truyền thông quốc tế, đặc biệt là anh bạn hàng xóm phương Bắc. Trên mạng xã hội Trung Quốc, hàng loạt video nói về nghệ thuật ngoại giao của Việt Nam, đặc biệt là chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đến Hoa Kỳ. Mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm gần đây là một trong những yếu tố khiến Trung Quốc lo ngại. Họ nhận định rằng đây có thể là một bước đi chiến lược của Việt Nam nhằm cân bằng sức ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Tuy vậy, một số chuyên gia Trung Quốc nhận định rằng Việt Nam là một đối tác vô cùng quan trọng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, cho nên họ cũng cố gắng duy trì một thái độ công khai hòa giải, nhấn mạnh rằng sự phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không nên ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ Trung Việt. Bắc Kinh nhấn mạnh rằng hai nước láng giềng nên tiếp tục hợp tác kinh tế và ổn định khu vực bất chấp những thay đổi trong quan hệ quốc tế. Một số người Trung Quốc lo lắng bình luận rằng Việt Nam ngày càng thân Mỹ, điều này có thể gây rắc rối trong khu vực. Chúng ta phải cẩn thận với chiến lược đa phương của Việt Nam. Việt Nam ngoại giao giỏi thật, khéo léo duy trì quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc. Mỗi quốc gia đều có quyền tự do ngoại giao riêng, chúng ta nên tôn trọng họ. Chúng ta có thể làm bạn với Việt Nam, nhưng không được cho họ giàu có hay là quyền lực. Muốn áp dụng ngoại giao linh hoạt thì cũng phải nhìn vào sức mạnh của chính mình, Việt Nam quá kiêu ngạo. Thật thú vị khi thấy Việt Nam tiếp tục duy trì quan hệ tốt với cả Nga và Mỹ. Việt Nam thông minh khi không để mình bị ràng buộc bởi một cường quốc nào. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc vẫn ổn định, nhưng có vẻ họ đang hướng đến phương Tây. Tôi nghĩ Việt Nam đang chơi một trò chơi nguy hiểm khi tăng cường quan hệ với Mỹ. Ngoại giao của Việt Nam đáng học hỏi, họ khéo léo trong việc xử lý các mối quan hệ phức tạp. Nhiều quốc gia Đông Nam Á khác phải học hỏi Việt Nam, đặc biệt là Philippines. Việt Nam vẫn là một đối tác quan trọng của Trung Quốc, chúng ta cần duy trì quan hệ tốt đẹp. Chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam đến Mỹ là một bước đi chiến lược. Chúng ta cần theo dõi, đặc biệt là chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Đây có thể là một chiến lược mới của Việt Nam trong việc mua sắm vũ khí. Việt Nam sẽ không từ bỏ Trung Quốc, nhưng họ cũng không muốn phụ thuộc. Dù có căng thẳng, Việt Nam vẫn cố gắng duy trì quan hệ với Trung Quốc. Philippines nên mang sách vở đến Việt Nam để học tập. Đó là một số bình luận của dân mạng Trung Quốc. Tuy một số truyền thông chính thống khác của Trung Quốc luôn xuyên tạc về Việt Nam, khiến cho nhiều người Trung Quốc có suy nghĩ lệch lạc, nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc, dù luôn duy trì quan điểm ủng hộ các chính sách đối ngoại của Bắc Kinh, cũng thường có những bài viết ghi nhận thành tựu ngoại giao của Việt Nam.
Họ công nhận rằng Việt Nam đã xây dựng được một chiến lược ngoại giao linh hoạt và khôn khéo, giúp nước này nâng cao vị thế trong khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, họ cũng luôn kêu gọi rằng Việt Nam và Trung Quốc nên giải quyết các mâu thuẫn thông qua đàm phán hòa bình, tránh để sự can thiệp từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Đó là nội dung của ngày hôm nay. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.